Rồi quý vị ơi, cái bonsai tiếp theo là 163, một cái trang hồng phấn 130k bao ship toàn quốc. Cái cây này tôi quay cho cái anh trên Zalo, ảnh tên Hùng á, anh Hùng ở ngoài Ninh Thuận á nha. Cái số đuôi là 144 hay gì đó, hôm qua kia tôi gửi cho anh cây trang nha. Nhưng mà tôi quay lên đây nè, ông có lên đây ông coi được thì tôi gửi nha, còn không được thì thôi nha. Để gửi rồi tới rồi chê khen nó công lắm nha. Tôi ghét cái vụ mà chê khen á, gửi không thấy mặt mũi là không có phái rồi. Giờ cứ gửi lên đây nè, anh coi mà được á thì anh mua nha. Đó, không có bao nhiêu tiền hết trơn, thấy mặt thấy mũi dễ mua nha. Nó còn gửi đi rồi bắt đầu không vui là không khoái. Rồi 130.000 là bao ship luôn ha. Đó, ở dưới là cây bút lông nè, thấy không, cái bên chai trà xanh không độ nè, cái cây nó vậy đó. Rồi cây này thì nó lùn hơn cái cây bữa hổm nha. Cây này khoảng cao khoảng chừng 3 tấc thôi, còn cây bữa hổm 3 tấc mấy 4 tấc đó. Còn cây này nó dáng nó vậy đó, cái tàn nó vậy đó. Rồi có được thì alo nha anh Hùng, tôi gửi cho nha, còn không được thì thôi nha. Chứ còn mà gửi đại luôn là tôi không gửi đâu. Trong điện thoại thì nói vậy thôi, chứ bây giờ tôi quay rõ lên cho anh coi vậy nha. Rồi kết thúc luôn nha. Ai vô nữa.